ta còn có thêm một vài những cái đầu mục khác khá là thú vị. Đầu tiên là cái mục chia sẻ giới thiệu về gian hàng, gồm có logo của gian hàng nè, tên của gian hàng, những cái ticket của gian hàng, ví dụ như là bạn là Lamo hoặc là sắp xịn thì cũng sẽ được hiển thị ở đây. Bên cạnh sẽ là nút theo dõi, bên dưới sẽ có hai nút, một nút là đến với trang gian hàng, trang chủ gian hàng, một nút là chúng ta sẽ đến với trang tất cả các sản phẩm có trong gian hàng của chúng ta ha. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ có một cái mục là giới thiệu những sản phẩm tương tự của shop. Ví dụ như chúng ta đang xem về sản phẩm quân chẳng hạn đi, thì chúng ta sẽ được hiển thị những cái sản phẩm tương tự cũng là quần được bán trong shop này luôn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có mục là các đặc điểm nổi bật nè, đặc tính và mô tả sản phẩm. Đây là những cái đầu mục mà chúng ta hoàn toàn có thể tác động vào này ha. Và cái đầu mục cuối cùng trong trang sản phẩm đó là mục đề xuất hay còn được gọi là dành riêng cho bạn. Cái đầu mục này sẽ dựa vào cái cá nhân hóa người dùng, có nghĩa là dựa vào cái hành động tìm kiếm và mua hàng trên Lazada để đề xuất ra những cái sản phẩm tương tự như là sản phẩm mà họ đang xem ha. Thì đó có thể là sản phẩm của chính shop chúng ta hoặc là sản phẩm của shop đối thủ chúng ta, mà chúng ta sẽ tối ưu cái trên sản phẩm này như thế nào để gia tăng hiệu quả bán hàng thì chúng ta sẽ đề cập tới những trong những video tiếp theo ha.